Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Mong các bạn ủng hộ, xin cảm ơn. Bữa nay mình đi tới cống ngăn mặn, mình quay ghe tàu vượt cống nha các bạn. Cống bữa nay mở nước lớn và chảy cũng hơi khá mạnh nha các bạn. Có một chiếc ghe gỗ đang vượt qua nha.
xe đan này khổng lồ nha các bạn. Anh ta đảo quá trời đảo rồi. Máy cực mạnh các bạn. Trời trời chạy ghê thiệt. Oh,
các bạn. Xe lăn tăng tốc cực mạnh luôn các bạn. Quá mạnh. Thấy đường luôn rồi. Rồi, tiếp tục cái này một chiếc xà lan.